Hello, xin chào cô chú anh chị đã đến với Bến Tre. Hôm nay lên một cái kem với con được siêu của chú anh chị, hàng ít tiền là lẻ tiền của chú anh chị. Giờ mời cô chú xem nội dung hay giá cả nghĩ mua liên hệ cho em ha. Trước mặt chúng ta hình ảnh hai con bò, hai con được siêu màu đen với con cái kem, hai con bò cũng lứa bò ha chú anh chị. Cái bự cái chiều cao cái là khoảng 1m25 bò chú anh chị. Đây chân cẳng nè cô chú chị thấy không đó, chân cẳng hoàn thiện, không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc gì hết ha, lúng yếm cô chú chị. Đây ha, đây cái kem chiều cao em đo được không sao là 1m25 bò chú chị ha, lúng yếm kiểu mẫu khỏi chê luôn nè. Kem này về mình thúc lên là nó lên giống được luôn chú chị, thấy không đó, đầu trội ha, sao tức nghiêm chỉnh nhậm gì cả. Đây sao tức nghiêm chỉnh chú anh chị, cho bò chủ nhà không tắm lửa nó dơ nè ha. Đây cực kỳ không, thì em báo giá luôn ha, con kem này anh chủ nhà bán giá là 16.500.000. Giờ quay đang được cho cô chú mình xem, được đời siêu màu đen đầu trụi nè, thấy không, được siêu đen đầu trụi kiểu mẫu khỏi chê luôn. Đây thấy không, lưng nè cô chú anh chị ha, chân cẳng là móng sò ha, đứng thẳng lô băng luôn cô chú anh chị thấy không nè. Đó hiện đợt này anh chủ nhà anh nãy em ngâm đo là đợt chiều cao là khoảng 1m16 bò đi xuống ha, ngang bò nãy giờ đó, hiện đợt này anh chủ nhà bán giá là 13.500.000 ha chú chị. Đây hình ảnh ha cô chú anh chị thấy chưa, chân cẳng đứng thẳng băng luôn ha cô chú anh chị. Thì con siêu đen này là 13.500.000 ha, thì tiền nào cô nấy ha chú anh chị. Đó thì con cái kem là 16.500.000 nè, lưng thẳng băng luôn, thả đòn dài, cái kem này đẹp nè cô chú anh chị, kiểu mẫu đầy đủ ha, xương to luôn nè. Đó con này thì mua về là lên giống, thúc lại lên giống được luôn chú anh chị nè, thấy không, cái kem đu đù lưng dai, đu đù nè ngon tướng tá là độc của chú anh chị, cái lưng thấy không đó, lông da cũng nhuyễn ha. Quay lại con đực siêu màu đen nè con chú chị, 13.500.000 ha chú chị, ăn uống là bình thường hết, không có bệnh hoạn gì đâu của chú chị. Anh em nỉa cái đầu đó, đực siêu đen mini ha, chiều cao 1m16 bò đi xuống nha chú chị. Chân cẳng nè, thấy không, hình hài nè, kỳ ha, cái cũng vậy của chú anh chị. Đó thì mong cô chú chị mình thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha, cái đề đạm là 16.500.000 lẻ lời luôn đó, làm bê không, bê thịt không đủ được chú anh chị, thấy không. Bò hàng quay tầm xa vậy là cho cô chú chị mình thấy rõ ha. Đây
quay tầm xa cô chú thấy rõ bò không? Nhóm nhắc lại con kem 16.500, còn siêu mới đen là 13.500 hen chú anh chị. Để tiếp tục hình ảnh năm nay lên bò cái kem ha. F1 kiểu mẫu mà giống để nuôi giống sinh sản cô chú anh chị, xương sóc là cô chú thấy không? Cá ha, nhỏ xương xương to chú anh chị. Đó, lúng mếm rồi đại bản ha. Bò tầm 5 tháng rưỡi 6 tháng bò chú anh chị. Con này kem F1 hay lú sừng ha chú anh chị, bình thường ha. Sái nè, sái lưng nghiêm chỉnh, lưng da vuông bò của chú anh chị thấy không? Đây. Chiều cao em đo là khoảng 1m11 bò chú anh chị ha. Chân cẳng nè. Thấy không? Lúng luôn ha. Đây. Đít nè. Nú nù luôn, nút luôn chú vậy. Lưng da vuông bò, bò nó ú ha. Lông da đồ à, đít cô chú thấy đít không? Nói bò em quay tầm xa vậy là cho cô chú nhìn thấy rõ ha. Con nghe kem ha. Rồi, mong cô chú nhìn thấy ơn ý mua liên hệ cho em ha. Đó, hai bò chân cẳng đứng thẳng băng kiểu mẫu độc không chú anh chị, chân đứng thẳng băng luôn nè, móng sò luôn ha chú anh chị, đúng đây thấy không. Đó, con bò kiểu thì nuôi để giống sinh sản nuôi là ngon luôn chú anh chị ơi. Đó, con bò này giá tiền là phải chú nhà bán giá là 14 triệu ha, giá thì bán giá B luôn chú anh chị. Đó đít nè thấy không. Bò ha. Nè. Đó. Đó. Giờ hình ảnh cũng gửi chiều cao nó báo rồi ha, nhắc lại chiều cao bò này khoảng 1m11 bò đi xuống chú anh chị. Ha. Em đo ngay hôm sau đít nha. Thì đó. Giá tiền là 14 triệu ha. Thì cô chú anh chị em thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em. Sái thức nghiêm chỉnh nha. Rồi để tiếp tục hình ảnh năm nay lên hai con đực cho chú về hai đực kem ha. Con kem vàng, con kem xám nè. Đó. Mấy bò là hàng ít tiền chú vậy, con kem xám này chiều cao đo được, em đo được khoảng 1m1 ha. Rồi không sao đít nha chú anh chị. À, chân đầu trụi ha. Đầu hơi trụi trụi nè. Đó. Lưng da con chú ha, lưng da da lông những nhừ ha. À. Thấy không? Xương à ha. Xương to nghe chú vậy. Nào đực xương cối luôn à. Thấy không? Đúng à, cầm đứng thẳng. À. Đúng vậy vậy, vậy coi thấy dàn dậu nó không? Cô chú anh chị thấy dàn dậu thì cực kỳ ghê thấy bò này. Nhưng vỗ béo thầy xương sống rồi. Xương to cầm đứng thẳng luôn. Ha. Đây. Hàng ngày ít tiền rồi chú anh chị. Ha. Quay tới con đực cái tép. Con điện này chiều cam đo khoảng 1m13 bò nổi không trong đít ha. Rồi lông hơi sỏm chút. Con cũng kem luôn. Chân cẳng xương to luôn, móng sò cô chú vậy thấy gần dậu của nó nè. Đâu. Dữ dằn ha. Hình ảnh nè, con là lưng da nè,
mình đích lên gù muốn ha, à, cũng đầu cũng hơi lúa xuống vị trí ha. Đó. Thì giờ hai con mẹ chúng ta bán giá là 32.500 hen chú anh chị, hai bò gian bán giá là 32.500. Cô chú chị ở gần xa muốn mua thì liên hệ cho em ha. Hen được giá tiền này có giá yêu thương chú chị. Ba con chân cẳng này xương to luôn chú chị. Dàn xương nó dữ dằn ha. Thả đòn hai con bò nuôi vỗ béo là ghiền, mua ít tiền hàng ít tiền vốn ít mua vỗ béo, nhưng mà là không có gì để đắn đo suy nghĩ của chú anh chị. Đây, nhắc lại con cao mét 13, con cao mét 1 ha, khoảng đó đi xuống ha chú anh chị. Đó, giá tiền là 32.500. Đó, cô chú anh chị gần xa mua liên hệ cho em. All right.